Bạn nào vẫn đang chạy thì cứ để cho nó chạy đi ha. Cô giảng tiếp cái phần tiếp theo, rồi một lát mình quay lại, khi nào nó xong hết rồi mình quay lại rồi cô hướng dẫn các bạn tiếp. Rồi, cái phần này chưa xong nên cô để đây ha. Rồi cô nhắc nè, là nhóm lớp mình á, sẽ chia nhóm với nhau, mỗi nhóm là từ 3 đến 5 bạn, do mình có phần là làm bài tập nhóm. Nên là nhóm thì các bạn cứ tự chia và gửi cho cô danh sách nhóm, gửi cho bạn Thanh Hoa đi. Thanh Hoa ơi, tổng hợp danh sách nhóm giùm cô nha. Dạ con. Các bạn gửi Zalo cho bạn Thanh Hoa hoặc là gửi trên Zalo của lớp mình gì đó. Thì khi mà gửi danh sách nhóm thì cô yêu cầu có những cái thông tin như sau. Gửi danh sách nhóm bao gồm số sinh viên, lớp hành chính của các bạn chứ không phải lớp này nha. Rồi, lớp hành chính và số điện thoại của nhóm trưởng. Bắt buộc phải có những cái thông tin này để cho bạn Hoa tổng hợp. Còn Hoa thì một chút xíu cô sẽ gửi cái danh sách Excel này cho em nè. Cái danh sách của lớp mình á, bao gồm 31 bạn. Thì em căn cứ vào đây em tổng hợp cho nó nhanh ha. Rồi, cố gắng là buổi ngày hôm sau thì có danh sách nhóm. Để mà trong quá trình mà cô giảng dạy á, các bạn vừa học các bạn vừa làm việc nhóm luôn. Chú ý ha, tự chia nhóm với nhau và cố gắng gửi nhanh. Buổi học kế tiếp của mình là thứ năm, nên là ngày mai có danh sách nhóm đi để cho bạn Thanh Hoa tổng hợp và gửi về cho cô. Rồi, hồi nãy cô nói với các bạn cô sẽ giới thiệu về đề cương chi tiết cho các bạn nè. Thì bây giờ đề cương chi tiết thì các bạn tải tệ đề cương chi tiết này trên e-learning. Bây giờ cô mở ra cô giới thiệu cho các bạn ha. Trong đề cương chi tiết này nó có khá là đầy đủ những cái thông tin các bạn cần. Thông tin chi tiết về môn này luôn á. Đây, các bạn học bất kỳ môn nào cũng có đề cương chi tiết hết nha các bạn. Đề cương chi tiết học phần. Hai tín chỉ, môn này hai tín chỉ nãy nói rồi, hai tín chỉ 60 tiết. Một tín chỉ lý thuyết thì 15 tiết thôi, nhưng mà một tín chỉ thực hành thì tới 30 tiết. Vì vậy hai tín chỉ thực hành của mình là 60 tiết. Đỡ mà. Môn học này thì không có học phần tiên quyết nha. Học phần tiên quyết có nghĩa là các bạn phải qua được cái học phần đó các bạn mới được học cái môn này. Mình không có học phần tiên quyết. Mục tiêu, hồi nãy nói rồi, mục tiêu chuẩn đầu ra và kết quả học tập của mình đó. Chuẩn đầu ra ha, các bạn làm quen với thuật ngữ chuẩn đầu ra. Chuẩn đầu ra của học phần, người ta viết tắt là CLO. Và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo người ta viết tắt là ILO. ILO. Đó mà. Chuẩn đầu ra của học phần nó phải đạt được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Cái này thì nó nghe nó khá là mới mẻ trong 1-2 năm gần đây thôi. Đây là năm cái chuẩn đầu ra mà cô bắt buộc các bạn phải đạt được. Nếu như các bạn muốn vượt qua được môn này thì các bạn bắt buộc phải đạt được năm cái chuẩn đầu ra này. Và làm cách nào để cô biết các bạn đạt được năm chuẩn đầu ra này? Đó là thông qua những cái phương pháp kiểm tra đánh giá. Thông qua những cái phương pháp kiểm tra đánh giá, các bạn chỉ cần đạt được những cái phương pháp kiểm tra đánh giá đó thì cái tương ứng với việc là các bạn đạt được chuẩn đầu ra của học phần này. Hiểu không? Đó, mở vô đây để coi ha. Rồi, nội dung học phần thì mình có 11 chương. Ở trên e-learning hồi nãy có cho các bạn xem rồi đó. Ở trên này 11 chương nè. Chương 1 tới chương 11 ha. Phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập. Ở trên này có nhiệm vụ của các bạn nè. Chú ý câu này giùm cô. Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp và đúng giờ. Nếu sinh viên vắng quá 20% số buổi học, sẽ bị cấm thi lần một theo quy định.
À, vắng quá 20% số buổi học sẽ bị cấm thi lần 1 theo như quy định. Được không ạ? 20% là bao nhiêu buổi á? 20% là nhiêu buổi? 20% nhân cho 60 tiết của mình. À đúng không ạ? À, 60 tiết của mình là tổng cộng là mình có 20 buổi. 20 buổi. Như vậy á, mắt các bạn vắng là vắng quá 4 buổi. Nếu như không có lý do chính đáng. Vắng có lý do chính đáng thì cô sẽ chấp nhận. Đó là vắng có phép được không ạ? À? Không tính vào cái chỗ này. Còn là vắng không có lý do chính đáng à, vắng bất chấp à, em muốn nghỉ thì em nghỉ, hôm nay em mệt quá hay là hôm nay em bận việc đi đâu đó, nhưng mà không có lý do gì hết, không báo gì với cô hết là cô ghi nhận vắng nha. Vắng quá 20% số buổi có nghĩa là vắng quá 4 buổi. Được không ạ? Chú ý câu này giùm cô. Rồi. Copy để nó qua bên này đi. Cho các bạn nhớ. Nội dung học từng buổi á, cái nào cái file này cuối giờ cô gửi lại cho các bạn. Cái nào cần ghi chú cô ghi chú ở trên này rồi cô gửi lại cho các bạn ha. Chú ý ha, mỗi buổi cô đều điểm danh nên là đi học cho nó đúng giờ. Ăn mặc lịch sự phù hợp thì biết rồi đó. Đây lập các nhóm nè, hồi nãy cô nói rồi á, các nhóm á, tối đa 5 bạn. À, tối thiểu 3 bạn chứ nhóm đừng có 2 bạn nha, kỳ lắm ha. 2 bạn nhiều khi các bạn làm việc nhóm không có kịp á. Rồi nếu như mà các bạn học bình thường ở trên lớp á, thì các bạn phải có một cái USB để sau khi học xong mình sao lưu dữ liệu mình mang về. Rồi hôm sau lên mở học tiếp, chứ các bạn để trên trường á, nó sẽ bị mất. Còn đây các bạn xài máy tính cá nhân thì các bạn cứ lưu trên máy của mình, không cần xài USB cũng được nha. Rồi, phương pháp kiểm tra đánh giá của môn này nè. Đây, quá trình hồi nãy cô nói rồi 50%. Bài tập thực hành cá nhân, bài tập nhóm và kiểm tra giữa kỳ 50%, thi cuối kỳ 50%. Bài tập thực hành cá nhân, thời điểm cô cho các bạn làm là cuối chương 2. Sau khi các bạn học xong chương 2, thì cô sẽ xếp lệnh cho bạn làm một cái bài kiểm tra cá nhân. À, làm kiểm tra cá nhân. Mỗi giảng viên sẽ có một cách ra đề khác nhau, nhưng mà nội dung các cái nội dung mà mình kiểm tra thì đã thống nhất hết rồi. Khi nào gần tới cái chỗ này, cô sẽ thông báo kỹ lại là bài tập thực hành cá nhân sẽ bao gồm những cái nội dung gì. Được không ạ? À? Cuối chương 2 ha. Rồi bài tập nhóm 20% thì mình làm xuyên suốt trong quá trình mình học. Và các bạn chú ý nè, cái thời điểm mà các bạn nộp lại bài tập nhóm cho cô là sau khi kết thúc học phần này 1 ngày. 1 ngày chứ không phải 1 tuần nha các bạn. Vì sao cô đưa ra quy định 1 ngày? Tại vì các bạn đòi điểm dữ quá. Các bạn nói là học xong môn này rồi nhưng mà điểm quá trình tụi em vẫn chưa biết. Điểm quá trình tụi em vẫn chưa biết, tụi em cần phải biết điểm quá trình để tụi em phấn đấu, để tụi em thi cuối kỳ cho nó tốt. Đó, có nhiều ý kiến đưa ra như vậy. Nên là cô sẽ cố gắng là sau khi kết thúc môn học này trong vòng 3 ngày cô trả điểm hết cho các bạn. Để cho các bạn có được cơ sở các bạn chuẩn bị thi cuối kỳ cho nó tốt. Cố gắng trả điểm nhanh nhất cho các bạn ha. Và cái chậm nhất của các bạn là bài tập nhóm rồi. Bài tập nhóm thì phải kết thúc môn học này. Các bạn hoàn thành bài tập nhóm, các bạn lợp lại cho cô. Rồi sau đó 1-2 ngày sau cô sẽ trả điểm cho các bạn liền. Được không ạ? À? Đó, đó là lý do tại sao cô đưa ra quy định là kết thúc môn học này 1 ngày thôi. Là các bạn phải nộp lại bài tập nhóm cho cô. Và để có thể làm được cho nó kịp tiến độ thì sao ạ? À? Trong quá trình mà cô giảng dạy, cô dạy tới đâu, tới phân hệ nào, thì các bạn phải cố gắng làm bài tập nhóm cho xong phân hệ đó.
thì đến khi cô kết thúc cái phần dạy của cô, các bạn mới có thể làm xong bài tập nhóm được. Hình dung được chưa? Bài tập nhóm cô cho là nó tương ứng với lại cái phần thực hành của các bạn ở trên lớp. À, hôm nay cô dạy phân hệ mua hàng. Đó, dạy xong phân hệ mua hàng rồi. Thì bắt đầu các bạn lấy bài tập nhóm ra bắt đầu làm liền, họp nhóm với nhau. Họp qua MS Team hay Zalo gì đó tùy các bạn. À, cùng nhau thảo luận, cùng nhau làm. Và làm bài tập nhóm thì sao? Phải mở phần mềm ra làm thôi. Và phần mềm, khi mà các bạn bắt đầu làm á, nó sẽ nhẹ, cái bài của bạn nó nhẹ lắm, nhưng mà các bạn làm càng về sau nó càng nặng. Sau khi làm xong bài tập nhóm thì có thể là nó tới mấy trăm mê, 500-600 mê lận. Nên là cái việc á, mà chuyển cái file đã làm cho bạn khác để bạn khác mở lại á, các bạn làm á, thì nó khá là khó khăn. Nên các bạn suy nghĩ cách làm bài tập nhóm cho nó phù hợp. Có thể là mình cùng họp với nhau, mình cùng làm trên một máy thôi vẫn được. Làm sao để đảm bảo kết thúc môn học này có đủ bài tập, có file bài tập nhóm nộp lại cho cô là được. Và tuyệt đối không sao chép bài của nhóm khác. Các bạn sử dụng phần mềm Lisa, trên đó có lưu dấu vết của các bạn làm hết, có nhật ký làm việc ở trên của các bạn ở trên đó. Và buổi ngày hôm sau cô sẽ cho mỗi bạn đăng ký một cái tài khoản khác nhau. Mỗi bạn có một cái tài khoản để đăng nhập vào phần mềm Lisa, sử dụng tài khoản đó để làm. Nên là cái chuyện sao chép bài trên phần mềm Lisa là nó khó lắm nha các bạn. Các bạn làm là cô biết đó. À, các bạn lấy bài của nhóm khác, các bạn sửa lại thành bài của nhóm mình, chắc chắn cô sẽ biết. Vì vậy nè, bài cá nhân, bài nhóm, thi giữa kỳ, thi cuối kỳ, tự làm hết. Được mà. Tại vì trên phần mềm, đây là phần mềm mà mình đang học môn phần mềm kế toán, và phần mềm nó lưu dấu vết, nhật ký làm việc của các bạn. Và cộng thêm cô cho các bạn đăng ký tài khoản để các bạn đăng nhập vào. Các bạn phải cung cấp tài khoản cho cô trước, đăng ký tài khoản và sử dụng tài khoản đó trong suốt quá trình các bạn làm. Cung cấp cho cô cái máy tính của bạn tên gì, địa chỉ IP mạng của các bạn là gì. Thì những cái thông tin đó buổi học ngày hôm sau cô sẽ hướng dẫn các bạn cung cấp cho cô. Đỡ mà. Nên là môn này là tự thân vận động nha các bạn. Chú ý giùm cô ha. Bây giờ K24 rồi, không còn nhiều thời gian nữa đâu. À, bài tập nhóm thì cô nói rồi đó. Thì kiểm tra giữa kỳ thì mình dự kiến các bạn là buổi học thứ 10, mình có 20 buổi, thì buổi học thứ 10 mình dự kiến sẽ kiểm tra giữa kỳ. Khi nào tới kiểm tra cô sẽ thông báo. Đề được sử dụng tài liệu, dĩ nhiên phải được sử dụng tài liệu rồi đúng không? Các bạn xài cô cũng không biết nữa. À, 60 phút ha. Thi cuối kỳ được sử dụng tài liệu 90 phút. Đây, ở trên này là cái điểm thành phần này. Cô copy, cô dán qua ở bên đây cho các bạn này nè. Nó cá nhân 10, thực hành nhóm 20. 20. Đó, sinh viên hoàn thành có một bài tập cá nhân thôi nha các bạn, một bài tập cá nhân. Sau khi học xong chương 2, nạp bài trên e-learning. Nên là phải vào được trang e-learning nha. Và một bài tập nhóm. Nạp sau khi kết thúc môn học này một ngày. Và trong bài tập nhóm cô có điểm cộng, điểm trừ. Còn điểm cộng, điểm trừ cụ thể như thế nào, lát xuống dưới coi. Rồi, thi cuối kỳ 50% ha. Có một cái lưu ý là này trường đã thông báo cho các bạn rồi. Từ học kỳ 1 năm học này, sinh viên được công nhận là đạt khi điểm tổng kết học phần đạt từ 5.0 trở lên theo thang điểm 10. Từ 5.0 trở lên, chứ không phải là 4.0 giống như hồi xưa nữa. Nên là trong đề cương chi tiết cô có ghi câu này luôn nha. Trong đề cương chi tiết có ghi rõ ha, đây là quy định mới rồi. Nên là cập nhật cái quy định này giùm cô. Nè, chú ý ha. Này phải cho màu đỏ luôn. Giáo trình hồi nãy nói rồi. Hay nội dung các buổi học ở trên e-learning có. Thông tin giảng viên, thầy Danh, thông tin giảng viên cần thì thông tin thầy Danh có luôn. Cô Lan hồi xưa cô Lan có dạy nữa, giờ học kỳ này không có dạy ha. Đây là thông tin của cô.
Thông tin của cô ghi qua bên cái file này nè. Nè. Email, số điện thoại ha. Số điện thoại này cô xài Zalo luôn. Rồi, rubric đánh giá. Rubric đánh giá có nghĩa là gì? Là những cái tiêu chí để cô chấm điểm cho các bạn á. Tiêu chí chấm điểm của bài tập nhóm. Mà do bài tập nhóm của nó cũng khá là lớn nên cô liệt kê ra những cái tiêu chí mà cô sẽ chấm bài tập nhóm cho các bạn nè. Ví dụ ha. Rồi, đầu tiên. Thực hiện thành thạo việc mở sổ kế toán. Nếu như các bạn thực hiện đầy đủ và đúng các bước mở sổ kế toán thì các bạn sẽ được 0,5 điểm. 0,5 điểm có nghĩa là đạt 100% đúng không ạ? Nếu như các bạn làm tốt thì cô sẽ cho các bạn 0,5 điểm ở chỗ này. Còn làm không tốt, làm có nửa thôi. Thì sao? Vẫn còn nhiều sai sót, cô cho các bạn 0,25 điểm tương ứng với 50% của 0,5. Đúng mà, 50% của 0,5 cô cho 0,25 điểm ở đây. Đó. 185, 100% của 0,5, 85% của 0,5, 75% của 0,5. Rồi cô nhận xét, bạn sai gì đó, cô nhận xét vào. Rồi các bạn thành thạo việc khai báo các thông tin ban đầu. Thành thạo có nghĩa là sao? Có nghĩa là thực hiện đầy đủ và đúng các cái khai báo thông tin ban đầu. Làm đúng được chuyện này là các bạn được 1 điểm. Nếu làm đúng 100%, 1 điểm cho ở đây. Bây giờ làm đúng chỉ có 75% thôi. Bây giờ 0,75 điểm, cô sẽ chấm nó ở chỗ này. Hiểu không? Đây là các cái tiêu chí cô chấm điểm bài tập nhóm của các bạn. Trong đó có cái phần là phối hợp làm việc nhóm. Các bạn phân công công việc như thế nào? Phân công công việc rõ ràng, hợp lý hay không? Rồi, các thành viên trong nhóm có tham gia đầy đủ trong các cái buổi họp hay không? Các bạn có tuân thủ thời gian nộp bài nhóm hay không? Được mà, các bạn có trung thực trong quá trình làm bài hay không? Lưu ý ha. Này. Nếu sao chép bài của nhóm khác hoặc cho sao chép bài thì tất cả các tiêu chuẩn đánh giá của bài tập nhóm đều là 0 điểm hết. Sao chép bài của nhóm khác hoặc cho nhóm khác sao chép bài thì bài tập nhóm của bạn sẽ là 0 điểm. Cái này là thống nhất ngay từ đầu nha lớp, mình thống nhất ngay từ đầu ha. Nên là đến lúc đó, đến lúc cô chấm bài mà có bị vấn đề này thì dở ra đây coi cái quy định. Đã thống nhất trước rồi thì cứ theo đó mà làm. Đừng có năn nỉ cô nha, tới lúc đó đừng có năn nỉ cô nha. Đã thống nhất rồi nên là tự tự làm ha. Đây cái tiêu chí chấm. Tiêu chí chấm như vậy. Không phải. Ví dụ như nhóm các bạn được 9 điểm. 9 điểm như vậy thì có phải là tất cả các thành viên trong nhóm mình đều 9 điểm hết không? Chưa chắc ha. Cô sẽ căn cứ vào tỷ lệ đóng góp của từng thành viên để cô quy ra điểm của từng bạn một. Tỷ lệ đóng góp của các thành viên do nhóm tự đánh giá và điểm cuối cùng của từng thành viên trong nhóm là bằng tổng điểm nhóm nhân cho tỷ lệ đóng góp. Bạn 9 điểm nhưng mà bạn A đóng góp có 50% trong cái bài tập nhóm này thôi. Thì sao? Bạn 4 điểm rưỡi thôi, chứ không phải là 9 điểm như các bạn khác. Nên là cố gắng tham gia làm bài tập nhóm cho nó đầy đủ. Được mà. Và để ghi nhận được cái tỷ lệ đóng góp này, cô có cái file nhật ký làm việc nhóm. Chờ chốt để cô kiếm cái file đó. Chưa post lên cho các bạn thiếu phần đó, lát cô post lên ha. Đây nhật ký làm việc nhóm. Trong quá trình các bạn làm, các bạn ghi lại nhật ký làm việc nhóm giùm cô. Này, trong đây có cái mục tỷ lệ đóng góp, làm theo mẫu nha. Ai làm nhật ký làm việc nhóm không theo mẫu là cô trừ điểm á. Này cô sẽ post lên trên e-learning cho các bạn. Nội dung làm việc, buổi nào làm gì, phân công công việc ra sao, tỷ lệ hoàn thành của từng đứa, của từng bạn ha. Trong quá trình làm việc nhóm nhớ ghi lại nhật ký làm việc đàng hoàng và nộp lại nhật ký này cho cô nha.
Đâu rồi, nói tiếp nè. Rồi, điểm cộng nè, điểm cộng dành cho bài tập nhóm nè. Điểm cộng cho bài tập nhóm nhưng mà tính cho từng thành viên trong nhóm nha. Bạn nào phát biểu được điểm cộng thì cô sẽ cộng cho bạn đó. Vì điểm bài tập nhóm cuối cùng là quy ra điểm của từng bạn một chứ đâu có tính chung cho cả nhóm được. Làm điểm chung xong rồi căn cứ vào điểm đó, căn cứ vào tỷ lệ đóng góp quy ra. Điểm cộng của bài tập nhóm ha. Mình có hai dạng điểm cộng. Thứ nhất là trả lời đúng câu hỏi của cô ở trên lớp. À, cô sẽ thông báo trước cho sinh viên câu hỏi nào được cộng điểm. Nếu trả lời đúng thì các bạn sẽ được cộng 0,25 điểm trên một câu. Ghi nhận lại, cô sẽ ghi nhận lại điểm cộng cho các bạn. Rồi, cái hình thức điểm cộng thứ hai nộp lại bài làm. Trong quá trình cô mà hướng dẫn các bạn thực hành, các bạn sẽ mở phần mềm lên. Các bạn thực hành ở trên phần mềm và khi cô yêu cầu, các bạn chụp lại cái màn hình của cái nghiệp vụ đó. Các bạn gửi lên team giùm cô. Đây, gửi lên khung chat ở trên team này. Đó, chụp màn hình như thế này, gửi lên cho cô. Để cô xác nhận là các bạn có làm bài, các bạn có thực hành. Đó. Có thể là các bạn làm sai nhưng mà không sao hết. Cô sẽ sửa cho các bạn cái phần sai đó. Các bạn có làm bài, các bạn có thực hành thì cô sẽ cộng điểm cho các bạn. Và dĩ nhiên không phải là buổi nào cũng gọi, có buổi sẽ gọi 2-3 lần nhưng mà có buổi sẽ không gọi. À, chú ý giùm cô nha. Nên là phải làm để lấy được cái phần điểm cộng này và để có thể qua được môn này thì phải làm bài nha. Cô hướng dẫn xong nghiệp vụ đó rồi, cô cho các bạn thời gian các bạn làm. Làm xong chụp màn hình gửi lên team cho cô. Được không ạ? Rồi, có làm bài. À, không phân biệt đúng sai nha. Không phân biệt đúng sai, có làm bài cộng 0,25 điểm trên một lần. Không làm bài thì không cộng điểm. Được không ạ? À, ngoài ra mình có điểm trừ. À, có cộng thì phải có trừ. Vắng một buổi không có lý do chính đáng trừ 0,5 điểm. Không có lý do chính đáng trừ 0,5 điểm. Có lý do chính đáng trừ 0,25 điểm. À, nên cố gắng tham gia lớp đầy đủ. Không có lý do chính đáng trừ 0,5. Có lý do chính đáng trừ 0,25 thôi. Đây điểm trừ của các bạn nha. Rồi kết thúc học phần, lấy điểm bài tập nhóm cộng cho điểm cộng rồi trừ cho điểm trừ. Nếu như điểm bài tập nhóm của các bạn lớn hơn 10 điểm thì sẽ ghi nhận là 10 điểm. Còn cái điểm còn dư lại cô sẽ chuyển sang điểm kiểm tra giữa kỳ cho các bạn. Tương ứng 20% luôn, giữa kỳ cũng là 20%, bài tập nhóm là 20%. Cô sẽ chuyển sang điểm giữa kỳ cho các bạn. Nếu tiếp tục dư thì sao? Cô sẽ chuyển sang điểm bài tập cá nhân cho các bạn. Nên yên tâm. Các bạn nào phát biểu càng nhiều điểm càng cao thì dư ra cô sẽ chuyển qua những cái mục khác. Không có bỏ đi đâu. Được không ạ? Trên đề cương chi tiết ghi rất là rõ rồi. Nên là ai không hiểu cái gì thì lật lại đề cương chi tiết mà coi. Đó là các bạn quan tâm nhiều đến cái bài tập nhóm ở chỗ đó. Rồi bài tập cá nhân thì thi giữa kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ thì cô sẽ chấm theo thang điểm ở trên đề. Đề cô cho thang điểm như thế nào thì cô sẽ chấm như vậy. Được không ạ? Chỗ này cô sửa lại xíu. Alo. Bạn nào đang mở mic hả? Sao Hiền ơi? Đề cương chi tiết này coi ở trên đi lên im cô nha. Rồi cô ghi lại phương pháp kiểm tra đánh giá trong này luôn nè. Đừng hỏi lại cô nha. Hỏi hoài luôn á. Ghi rồi nha. Rồi bây giờ phần mềm các bạn làm xong hết chưa? Cài xong hết chưa? Bà ba qua nghe nghe bà qua đây Hiền ơi. bà Có gì qua nói đây với thôi, cô không? mình đúng là bị bắt rồi đó, đây là phiên bản đó mà bắt trời phiên bản này đây. Rồi, các bạn cài xong hết chưa? Mở mic lên nói chuyện cô một tiếng coi, Bảo Long cài xong chưa? Không mình cô nói à trời.
Dạ em cài xong rồi cô, mới reset máy xong. Ừ, các bạn khác các cũng xong hết rồi đúng không? Ngọc Anh. Dạ, được xong rồi cô. Rồi ok, giờ cô hướng dẫn tiếp nha. À, cài xong vậy cũng chưa chắc gì nó được nha, bây giờ phải thử mới biết nó được hay không. Khi các bạn cài xong thì nó có cái biểu tượng này nè, ở ngoài desktop của các bạn. À, các bạn thấy nó là misa.sme.net 2021, thấy chưa? Đó, biểu tượng này double click lên ha. Nó nặng nặng á các bạn, nên là nhiều khi nó chạy cũng lâu nữa. Mở lên thôi mà cũng thấy nó lâu nữa ha. Đó. Rồi, à, khi các bạn mở lên, à, đây là do cô có dữ liệu kế toán nên nó hiển thị như vậy. Còn các bạn chưa có gì thì nó sẽ hiển thị giao diện như thế này, đúng chưa? Mình đang xài bản tiếng Việt ha. Ai thích xài tiếng Anh thì mở qua tiếng Anh để xài. Cô ơi, cô. Ơi. Cho em hỏi là mình cài đặt xong rồi cô, mình có bấm vô là chọn vô là xem tính năng mới gì không cô? Rồi không, mình mới bấm hoàn. Không, các bạn nó để nguyên, nó để là chạy phần mềm đang chạy đúng không? Để là bấm chạy phần mềm rồi bấm hoàn thành là được rồi, khỏi xem tính năng mới. Dạ, dạ. Rồi, giao diện của mình đang như thế này ha. Đây, các bạn thấy trên góc này không? Trên góc trái của mình có chữ tẹp và chữ trợ giúp nè. Mở chữ tẹp ra giùm cô. Chọn chữ tẹp. Các bạn chọn cho cô chữ là quản lý dữ liệu. Quản lý dữ liệu ha. Cái chỗ cái máy chủ kết nối này, à, các bạn có thấy nó để giống cô không? Misa SMI 2021. Thế ở phía trước này là tên máy của các bạn, tên các bạn đặt ở trên máy á, là tên của cô nè. Cái đuôi nó nè, Misa SMI 2021. Giống không? Máy chủ kết nối này nó phải là 2021 mới được nha các bạn, 2020. Cái tên đổi được hả cô? Không có đổi, nó tự động có mà. À, dùng tên nó tự hiển thị luôn hả cô? Đúng rồi, khi các bạn bấm lên nó tự hiển thị lên, nhưng mà cái đuôi nó phải là 2021 vậy nè. Em thấy nó ghi của em là laptop. Có chữ 2021 không? Dạ có. Ừ, có 2021 là được rồi, do bạn không đặt tên đó. À, dạ. Do cô đổi cái tên máy rồi. Máy chủ kết nối nó phải là của năm 2021 mới được nha các bạn, 2020 cũng không được nữa. Dạ cứ để nguyên cái tên nó vậy luôn. Ừ, ừ đừng ý. Làm gì bấm đồng ý. Bấm đồng ý ha. Đó, các bạn vào được tới đây ha, là hầu như là cái cài đặt của bạn thành công rồi đó. Rồi. Vào được tới đây thì mình xem tính năng nè ha. Tại vì chủ yếu nó lỗi là lỗi cái máy chủ kết nối của các bạn á, lỗi SQL. À, nếu như mà các bạn chọn cái máy chủ kết nối, các bạn bấm đồng ý nó vô được tới đây là hầu như là cái máy, cái phần mềm của bạn nó ổn rồi đó. Rồi muốn nó ổn chắc chắn thì lát phải làm thêm bước nữa. Rồi, sẵn vô đây thì cô giới thiệu chức năng ở trong này một chút xíu. Trong phần quản lý dữ liệu này, mình có chức năng sao lưu. Sao lưu có nghĩa là sao? Có nghĩa là cô có một cái dữ liệu kế toán, đây dữ liệu kế toán của cô ha. À, cô có dữ liệu rồi, cô làm mà, cô làm được nghiệp vụ số 3 rồi. À, bây giờ cô không làm nữa, cô để là tuần sau cô làm lại. À, cô sợ mất dữ liệu, để trên này cô mất dữ liệu, cô bấm sao lưu dữ liệu đi. Cô sao lưu cái bài, cái dữ liệu của cô đang làm. Đó, sao lưu về trên laptop của mình, ổ đĩa D laptop của mình. Hoặc là ổ đĩa E gì đó tùy các bạn. Đó gọi là chức năng sao lưu. À, sau này mình sẽ biết rõ ha, phục hồi. Phục hồi cái nghĩa là sao? Khi các bạn sao lưu dữ liệu về, nó có một cái dạng của sao lưu. Cái file của đó, cái file mà các bạn sao lưu về á, thì cái đuôi của nó là MBK hoặc là MBZ. MBK hoặc là MBZ.
cái đuôi á, cái đuôi á, ví dụ chấm nè, chấm MBK hoặc chấm MBZ. Còn cái đuôi như thế này là cái data nó đang chạy trên phần mềm. Đó. Các bạn muốn xem được cái file đó, sao lưu về rồi không có phải là mở duplicate lên xem nha. Không phải là quạt Excel, không phải duplicate lên xem. Mà các bạn phải bỏ lên phần mềm MISA này nè, bỏ lên đây nè. Các bạn mới mở được, các bạn coi trong đó có cái gì. Đó, các bạn muốn mở lên được thì các bạn sử dụng chức năng phục hồi. Được không ạ? À, còn các bạn tạo dữ liệu kế toán à, tạo dư rồi. À, lẽ ra không phải, không có tạo cái này. Dư rồi, bây giờ muốn bỏ đi thì sử dụng chức năng gỡ bỏ. Được không? Đây là ba cái chức năng chính ở trên cái phần quản lý dữ liệu mà sau này các bạn sẽ xài rất là thường xuyên. À, đi vào cuối chương 1, vào đầu chương 2, cô sẽ hướng dẫn các bạn làm kỹ cái vấn đề này. Ai không biết sao lưu, ai không biết phục hồi là khỏi cần làm bài kiểm tra ha. Đó là thao tác cơ bản. Rồi, vào đây xong rồi thì thôi đóng lại đi. Vào coi chút xíu thôi, đóng lại ha. Chọn nút đóng ở đây. Rồi, đóng ở đây. Và để các bạn có thể ép được giấy phép sử dụng. À, trong cái mục trợ giúp này nè, nó có đăng ký giấy phép sử dụng nè. Nhưng mà để có thể đăng ký được giấy phép sử dụng, các bạn phải có một cái dữ liệu kế toán đã làm ở trên này rồi. Các bạn phải có một cái dữ liệu kế toán đã làm rồi. Thì các bạn mới có thể đăng ký giấy phép sử dụng được. Bây giờ cô hướng dẫn các bạn tạo sơ sơ một cái dữ liệu kế toán để mình ép giấy phép sử dụng vào nha. Tải giấy phép sử dụng được về hết rồi đúng không? Dạ. Ừ, bây giờ cô hướng dẫn các bạn tạo mới dữ liệu kế toán để các bạn có thể ép giấy phép sử dụng vào trước. À, thì các bạn làm như cô hướng dẫn đi. Bấm vào chữ tạo mới dữ liệu kế toán. Ví dụ như các bạn muốn tạo dữ liệu cho năm nay, mỗi năm các bạn có một cái dữ liệu khác nhau. Dữ liệu của năm 2020 khi các bạn làm kế toán nè. À, đây là dữ liệu kế toán của năm 2020. Nó chỉ ghi nhận những cái nghiệp vụ phát sinh của năm 2020 thôi. Và sang năm 2021, các bạn phải tạo mới một cái dữ liệu kế toán của năm 2021 nữa. Để nó chứa dữ liệu kế toán của năm mới. Hiểu không? Và cái sự dữ liệu kế toán của năm mới đó có thể tạo từ cái dữ liệu kế toán của năm trước. Nó đem qua. Vẫn được. Nó gọi là cái bước tạo dữ liệu kế toán. Tạo mới hoàn toàn hoặc là tạo từ dữ liệu của năm trước. Hiểu không ạ? Mỗi năm như vậy mình nên có một cái dữ liệu kế toán riêng. Được ha? Thì tạo dữ liệu kế toán nó có 5 bước như thế này. Ở đây cô chỉ hướng dẫn sơ sơ thôi nha. Đi vào nội dung chương 1, chương 2. Cô sẽ làm kỹ và làm từ từ cho các bạn từng bước một. Ở đây thao tác theo cô để tạo ra dữ liệu kế toán. Mục đích chính là để ép được giấy phép sử dụng vào. Hiểu chưa? Rồi, mình tiếp theo. Rồi, mã số thuế. Mã số thuế thì bây giờ các bạn lấy để cô xem là các bạn gõ cho cô cái mã số này đi. Từ từ ha. Tôi cho các bạn một cái mã này, các bạn gõ vào. Nè, gõ mã số thuế giống như cô nè. 03101463344. 03101463344. Nếu như mã số thuế này thực sự tồn tại thì các bạn có thể bấm lấy thông tin được. À, rồi cái bấm lấy thông tin này để nó có thể hiện ra thì các bạn phải có mạng. Còn nếu như các bạn xài offline thì các bạn tự gõ vào. À, tên công ty, tên giao dịch, tên viết tắt, địa chỉ hay gì tự gõ vào, xài offline, tự gõ vào. Còn nếu như các bạn đang có mạng, đang liên kết mạng, các bạn đang xài bản offline nha các bạn, nhưng mà các bạn đang liên kết mạng á, thì nó hỗ trợ các bạn chức năng lấy thông tin. Đó, nó sẽ dò từ mã số thuế này và nó lấy tên công ty đó ra cho các bạn, địa chỉ luôn. Cái này là mã số thuế có thật thì nó mới dò ra được nha. Còn mã số thuế không có thật thì không dò ra được đâu.
Cô ơi cô, mạng nhà em đang bị lắc cái em bị văng ra rồi, giờ không đăng ký 3G được luôn, cô cho em out nha cô, tí em coi lại recording nha cô. Giờ out luôn á hả? Dạ tại vì không có mạng á, em đang xài tiền hồi nó hết là nó tự tắt 3G. Ừ, rồi thôi cố gắng tự coi lại nha. Dạ, cảm ơn cô. Rồi tên viết tắt N, B, C gì đó. Lĩnh vực hoạt động, chọn cho cô thương mại, dịch vụ, sản xuất luôn. Có nào xài đó không có thôi ha. Chọn ba cái này cho chắc ăn. Tiếp theo ha. Năm tài chính, các bạn chọn cho cô là năm 2021. Mình chọn năm thôi, còn từ ngày đến ngày thì phần mềm tự hiển thị. Rồi, tên phần mềm, cái tên dữ liệu kế toán. Rồi, để vậy luôn, khỏi sửa. Tiếp theo. Mở cái này ra coi. Thông tin máy chủ và lưu trữ. Máy chủ kết nối, nó là 2021 này ha. Đường dẫn lưu trữ là nó y nguyên vậy, đừng có thay đổi nha. Cái này đừng có thay đổi gì nha mấy đứa. Ẩn nó đi. Lâu lâu mở ra coi thôi, nhưng mà đừng có làm gì cho nó. Nó đúng rồi thôi, còn nó không đúng thì mới chỉnh. Tiếp nha. Rồi chọn chế độ kế toán. Hiện tại mình xài phổ biến nhất là thông tư 200, dành cho doanh nghiệp vừa dành cho doanh nghiệp tất cả các doanh nghiệp luôn á. Đồng tiền hạch toán chắc chắn phải là Việt Nam đồng nha các bạn. Kế toán của mình phải là Việt Nam đồng. Rồi có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ thì bấm vào. Trong quá trình mình làm hầu như là có phát sinh những cái nghiệp vụ mà có sử dụng ngoại tệ á, thì mình phải chọn vô đây. Phương pháp tính giá xuất kho, chọn cho cô bình quân cuối kỳ luôn đi. Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ ha. Rồi tiếp theo nè. Khi cô có làm nhanh quá thì nhớ nói cô chậm lại nha. Thông tin đăng nhập, gõ họ và tên của mình vào. Cô là Phạm Thị Mộng Tuyền, cô gõ Phạm Tuyền thôi, ngắn gọn thôi. Làm theo hướng dẫn của cô nha. Gõ họ và tên của các bạn vào. Rồi số điện thoại, điền đúng số điện thoại các bạn vào. Cái này không có sai được nha. Cô ghi không dấu hay có dấu cô? Khỏi bỏ dấu đi các bạn. Gõ đúng số điện thoại các bạn vào. Những cái chỗ nào nó có dấu sao như thế này là bắt buộc. Còn không có dấu sao thì thôi khỏi điền cũng được. Chức danh email cô khỏi điền ha. Cái thông tin đăng nhập này chú ý nó quan trọng nên khai cho nó đúng nha. Nó sử dụng cho tất cả dữ liệu ở phía sau của các bạn nữa đó. Tiếp theo. Này, mình tới bước thứ 5 rồi nè. Bấm thực hiện. Kiểm tra lại xíu coi có vấn đề gì không. Không có gì thì bấm thực hiện. Rồi tạo dữ liệu thành công. Của các bạn thành công chưa? Chưa cô ơi. Còn quay cô ơi. Ừ, cô chờ các bạn xíu ha.
Chừng nào thành công rồi thì báo cô nha. Thành công rồi cô. Long thành công chưa? Dạ rồi luôn. Rồi Hiếu thành công chưa? Minh Hiếu. Đâu rồi? Em ơi. Xong chưa Hiếu? Em tải, em đang mở lên mà nó đứng máy nãy giờ. Cô em bật đi tắt lại nãy giờ chưa được nữa cô. Rồi thôi, ráng làm đi. Nào không được thì nhờ cô hỗ trợ. Dạ. Rồi thành công ha. Cô ơi. Để cho em hỏi cái phần mà đăng nhập máy chủ của cô. Cái đăng nhập mình mà có máy chủ kết nối á, em đăng nhập không có được. Nó kêu là không có kết nối máy chủ là làm sao cô? Hả? Chỗ nào? Đang cái mà đăng nhập vô cái chủ tệp mà vô quản lý dữ liệu của cô. À chỗ này hả? Mở ra đây không có máy chủ hả? Sổ xuống coi có cái gì dưới không? Sổ có xuống. Gì? Không có gì luôn hả? Dạ. Rồi trường hợp của em đặc biệt rồi, để ghi nhận lại cái đó. Rồi tên gì báo lại cô nè. Dạ Trần Tuyết Nhi. Trần Tuyết Nhi. Không có máy chủ thì phải kiểm tra lại rồi. Ủa Tuyết Nhi đâu rồi Tuyết Nhi? Này. Không có máy chủ. Cho cô số điện thoại đi, có gì cô liên hệ. 0933 933 716 716 736 736. Và có một bạn cũng bị cho em luôn. Bạn nào á? Đỗ Thị Thanh Thủy. Ai cài không được phải báo cô nha. Không có phần mềm là không có học môn này được đâu đó. Rồi cho cô số điện thoại đi Thủy. Dạ 0789 789 183 183 258. Yêu em. 258 258. Các bạn Zalo với cô đi hai đứa. Còn ai nữa không à? Còn ai không có máy chủ nữa không ạ? Có nghĩa là chỗ này nè. Khi các bạn mở vô cái phần tẹp nè, kiểm tra cái bước đầu tiên á, mở vô cái phần quản lý dữ liệu nè. Cái máy chủ kết nối sổ xuống không thấy nó đâu hết. Thì cái đó phải báo lại cô. Hai bạn lên mạng á, gõ chữ Ultra Viewer, tải cho cô cái Ultra Viewer về cài sẵn trong máy của mình đi. Này ha, cài ra biểu tượng giống cô nè, thấy chưa Nhi với Thủy. Nên Google gõ ra nó có nhiều lắm ha, Ultra Viewer. Rồi cài xong, nếu như người ta muốn liên kết với máy của các bạn á, thì các bạn mở cái Ultra Viewer này lên. Double click cái Ultra Viewer lên. Đó. Bên đây nó có một cho phép điều khiển máy của các bạn nè. Thì các bạn sẽ cung cấp mật khẩu này. À, mỗi lần mở cái Ultra Viewer này nó sẽ có một cái mật khẩu khác nhau. Mỗi lần các bạn mở lên nó sẽ hiển thị một mật khẩu khác nhau. Các bạn sẽ hiển thị mật khẩu này. Đó rồi người ta sẽ liên kết máy với các bạn được. Các bạn cung cấp mật khẩu đó cho người ta ha. Rồi bây giờ cô tiếp nha. Còn Thủy với bạn Nhi á, thì nhìn cô làm thôi. Chứ bây giờ chưa có làm được đâu. Rồi hồi nãy cô có dữ liệu rồi. Nãy tạo xong dữ liệu rồi. Cô bấm vô mở dữ liệu nè. Khi các bạn tạo xong thì giao diện của bạn sẽ là như vậy. Được không ạ? À, khi
khi các bạn tạo thì các bạn thấy là mình đâu có gõ mật khẩu gì đâu, đúng không? Không có gõ mật khẩu. À. Từ 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 để cô coi vô đây cái phần vô đây được chưa? À, nó đòi cái mật khẩu. À, nên ở tại cái bước này. Dữ liệu kế toán của mình, đúng, chọn đúng dữ liệu chưa? Trong đây có thể có nhiều dữ liệu nha, chọn đúng cái dữ liệu hồi nãy các bạn tạo đó. Tên như thế này đúng không? Rồi, tên đăng nhập. Đây, số điện thoại của bạn tự động là nó bỏ vô rồi. Rồi, mật khẩu là chưa có. À, bấm đồng ý để chừa trống nha. Bấm đồng ý. Nè, thông báo thời hạn dùng thử misa.net. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng. Thời hạn sử dụng là 15 ngày. Nếu như các bạn không có giấy phép sử dụng, thời hạn sử dụng các bạn là 15 ngày. Được không ạ? Nếu như quý khách đã có giấy phép sử dụng thì thực hiện đăng ký tại đây. Các bạn có hiển thị lên cái màn hình giống cô không? Dạ không. Có hả? Không, xác thực tài khoản. Bấm sao ra cái hình đó vậy cô? À, kệ nó, này nó báo thôi. Nó báo thôi. Của em nó đang bắt xác thực tài khoản. Đó, ra cái này nè cô. Nè, ra này nè đúng không? Dạ. Ừ, cái kia thì có, nó báo không có, thôi đừng quan tâm tới nó. Rồi, nhập email. Email đúng của các bạn nha. Email của các bạn thì email nào các bạn hay sử dụng á? Tại email Văn Loan, Hà Lan hoặc là Gmail gì đó là tùy các bạn. Nhưng mà các bạn phải mở được cái email đó, trường hợp mà nó cần cấp lại tài khoản thì nó sẽ liên lạc với các bạn qua email này để cung cấp mã xác thực. Cái phần mềm này nó đòi hỏi các bạn phải có thông tin tài khoản rồi chính xác nha, nên là đừng có gõ bừa nha. Và mình đã thiết lập là mật khẩu như thế nào thì phải nhớ, còn không nhớ được thì ghi ở đâu đó. Được không ạ? Phải nhớ nha. Gửi email vào. Còn không nhớ được thì ghi ở đâu đó đi. Chứ không thôi nó đòi đổi mật khẩu, thay đổi rồi lum mệt lắm. Rồi bấm tiếp tục. Rồi các bạn hình như là chưa có tới bước này. Chỗ này là do cô đã sử dụng cái số điện thoại này. Năm trước cô xài số điện thoại này và cô đã đặt mật khẩu cho cái số điện thoại này rồi. Còn các bạn chưa có thì nó đổi gì á? Chỗ hiển thị màn hình hiển thị lên gì á? Gõ mật khẩu vào hả? Dạ đúng. Mật khẩu qua mail. À. Rồi làm theo các bước ở trong đó đi. Rồi gõ mật khẩu nào dễ nhớ thôi nha. Gõ mật khẩu nào dễ nhớ thôi. Nhớ lưu lại nha. Các bạn ghi chơi ghi ở đâu đó để quên á. Làm theo các bước hướng dẫn ở trên đó đi. Xác thực qua mail hay số điện thoại gì đó, cung cấp mã xác thực gì đó, các bạn làm theo đó. Cái mật khẩu này sau này các bạn sẽ cung cấp cho cô á. Cô có mật khẩu rồi thì cô gõ vào. Đó, báo tới đây chưa? Dạ rồi cô ơi. Dạ rồi cô. Rồi, bấm bắt đầu làm việc luôn. Mấy cái này thì nó giới thiệu thôi, các bạn đóng lại hết, hủy bỏ nha. Không cần làm gì trên này đâu. Hủy bỏ. Hiển thị nữa thì cứ đóng lại, hủy bỏ nó đi. Đừng quan tâm đến mấy cái này.
Đó, các bạn thấy Misa giao diện nó đẹp không? Mỗi năm, năm trước nó khác, năm nay nó khác nữa. Giao diện nó thay đổi, nó đẹp, bắt mắt ha. Còn cái hiện nay trên phần thị trường có phần mềm Fast, Fast người ta cũng hay sử dụng. Nhưng mà giao diện nó không được như vậy đâu. Giao diện của nó không có đẹp. À, đầu tư về chức năng thôi chứ hình ảnh thì không có đầu tư lắm. Rồi, vô được tới đây chưa? Rồi, các bạn nhìn ở trên này ha. Nè, các bạn đang làm việc trên công ty Nam Phương, cái tên công ty hồi nãy của các bạn đó. Rồi, máy chủ ở dưới này, tên dữ liệu kế toán của mình. Đó, coi ở dưới này nè. Được không ạ? Rồi, ở đây là các bạn chưa có giấy phép sử dụng nha. Bây giờ mình tiến hành add giấy phép sử dụng vào. Vô cái phần trợ giúp nè. Các bạn đang mở dữ liệu của năm 2021. Được không ạ? Đang mở dữ liệu hồi nãy các bạn vừa tạo xong năm 2021. Vô cái phần trợ giúp này. Các bạn chọn đăng ký giấy phép sử dụng. Rồi, chọn ở dưới chỗ dưới giùm cô nè, chọn tệp giấy phép sử dụng ở dưới góc bên trái nè ha. Chọn tệp giấy phép sử dụng. Rồi chọn tới cái chỗ giấy phép mà các bạn tải về á. Đây là file LIC, thấy không ạ? Các bạn tải về các bạn bỏ nó ở đâu á, chọn vô chỗ đó. Open nó lên. Rồi khi này nó báo nè, mã số thuế của giấy phép khác mã số thuế trên cơ cấu tổ chức. Sai mã số thuế có thể dẫn đến sai báo cáo chứng từ hóa đơn, bạn có muốn tiếp tục kích hoạt không? À, các bạn cứ bấm có bình thường, vì sao nó báo như vậy ạ? À, cái mã số thuế ở trên giấy phép sử dụng này là của trường của mình, trường Văn Lang. Do là trường Văn Lang mua nên là mã số thuế cung cấp là của trường Văn Lang. Còn khi các bạn thực hành á, các bạn thấy mã số thuế hồi nãy mình sử dụng á, nè là mặt cái mã số này nè. Hai cái này nó khác nhau. À, nên nó hiển thị lên cái thông báo này. Còn khi đi làm thực tế á, thì công ty các bạn mua thì nó ở trên giấy phép sử dụng phải đúng là mã số thuế của công ty các bạn. Đúng chưa ạ? Còn đây mình đang học nên là mình đâu có bỏ tiền ra mua cái giấy phép này đâu. Trường mua cho mình rồi. Nên trên giấy phép này là mã số thuế của trường. Hiểu không? Và mã số thuế mình thực hành thì nó khác nhau. Cái chuyện này bình thường không có gì hết. Còn khi đi làm thực tế thì nó phải khớp với nhau thì các bạn mới xài được. Hiểu không? Bấm có ha. Bạn có muốn tiếp tục kích hoạt không? Bấm có. Rồi, áp dụng giấy phép thành công. Báo được tới đây chưa? Dạ rồi. Đó, như vậy là các bạn được cài được cái giấy phép sử dụng này nè. Không cài là các bạn chỉ sử dụng được 15 ngày thôi đó. Xong đóng lại ha. Đó này đóng lại. Rồi xong các bạn đóng cái dữ liệu này lại đi. Nè, chọn cái tệp nè. Nếu các bạn bấm vô cái nút này là các bạn tắt luôn phần mềm á. Bấm nút này là tắt luôn phần mềm. Còn các bạn muốn đóng cái dữ liệu đang làm. À, các bạn đang làm cái tên dữ liệu kế toán là như thế này. Đóng dữ liệu đang làm để mở một cái dữ liệu kế toán khác. À, năm 2021 mình có 2-3 dữ liệu chẳng hạn. À, đóng cái dữ liệu này đi, mở dữ liệu kế toán khác. Thì các bạn chọn vào phần tệp, chọn đóng dữ liệu ở chỗ này nè. Lúc này nó không có đóng luôn phần mềm, nó chỉ đóng dữ liệu này lại thôi. Hiểu không? Đó, thì nó ra giao diện như thế này. Đóng cái dữ liệu này rồi. Các bạn muốn mở dữ liệu kế toán khác thì bấm vào đây. Rồi sổ cái này xuống. Các bạn còn dữ liệu nào nữa thì mở, còn không có là thôi. Ví dụ cô vô lại để cô coi ở trong nó có cập nhật thay đổi chưa. Nhớ cái mật khẩu này giùm cô nha. Đi lại giùm cô đi. Mình không có đổi mật khẩu khác, nó phiền phức lắm. Đó. Khi mà cô ép giấy phép sử dụng xong, à, cô đóng dữ liệu xong cô vô lại ở dưới này nè. Các bạn thấy nó có xuất chữ là giấy phép sử dụng đào tạo nè. Hồi nãy chưa ép vô nó không có đâu. Bây giờ dưới góc phải nó có chữ là giấy phép sử dụng đào tạo nè, thấy không ạ? À? Lúc này là có giấy phép rồi đó.
Rồi lớp mình ổn hết chưa? Dạ rồi cô ơi. Ừ, có ai không ổn thì nhớ báo lại với cô nha, để coi tin nhắn hay có ai nhắn gửi gì không. Cô ô, hồi nãy em bị là một khẩu chậm xíu, cô làm lại cái phút mà thông tin đơn vị được không? Thông tin đơn vị hả? Dạ, sau khi lấy mật khẩu xong á. Ủa, làm gì xong? Mật khẩu xong hả? Dạ. Bấm mật khẩu xong, ủa các bạn bấm xác thực thông tin xong chưa? Dạ rồi, ngành nghề kinh doanh là chọn gì cô? Ừ, ngành nghề kinh doanh thì chọn thương mại dịch vụ sản xuất luôn. Đó là lĩnh vực rồi, còn cái ngành nghề kinh doanh chính á. Vô trong rồi hả? Mở vô trong rồi hả? Đóng cái đó lại đi, thôi đừng quan tâm đến nó, đóng nó lại, hủy bỏ. Nhưng mà em chưa có add được cái giấy phép hả? Dạ. Đóng cái giao diện khác hết lại lại hết chưa? Dạ rồi. Rồi bây giờ vô trợ giúp nha. Dạ. Nè, một trợ giúp nè. Rồi chọn đăng ký giấy phép sử dụng. Dạ rồi. Rồi, ở dưới này chọn tệp giấy phép sử dụng. Cô có rồi, cô không có chọn được. Dẫn tới cái giấy phép sử dụng mà em đã tải về đó. Rồi, bấm lên rồi bấm kích hoạt. Nó có hỏi là mã số thuế khác nhau gì đó thì cứ bấm có bình thường. Rồi, các bạn sẽ được giao diện như thế này. Dạ rồi, cô. Ừ. Chưa đặt được mật khẩu. Cô làm nhanh quá. Mình đã báo làm xong rồi mới báo. Cái chỗ này đóng lại đi. Ủa, hồi nãy phải Cẩm Tiên hỏi cô không? Tiên ơi, hồi nãy em mới hỏi cô xong hả? Dạ, bạn cũng hỏi chung ý với em luôn đó cô. Ừ, rồi. Rồi làm xong chưa Tiên? Dạ tới giấy phép vô là xong rồi hả cô? Ừ, tới phần giấy phép vô là được rồi đó. Dạ em cảm ơn. Ừ. Rồi còn bạn nào chưa được nữa không? Cô làm nhanh quá thì mở mic lên nói cho cô biết nha. Cô ơi, đang làm nhắn tin không thấy được đâu. Cô ơi, vô trợ giúp rồi ấn đăng ký giấy phép và nó hiện ấn vô kích hoạt SBSD hả cô? Không. À, chọn dưới này nè. Góc ở dưới góc trái có chữ chọn tệp giấy phép sử dụng á. Thấy chưa? Nè, cô đang chỉ nè. Thấy chưa? Chọn vô đây. Rồi chọn tới cái giấy phép sử dụng mà em tải về á. Em tải về em bỏ nó ở đâu, chọn tới đó. Được chưa? Dạ rồi cô. Ừ. Rồi giờ ép giấy phép được rồi đúng không? Em chưa đặt được mật khẩu. Bạn anh nè, đặt được mật khẩu chưa? Này Ngọc Anh đúng không? Không, hình như không phải Ngọc Anh đâu. Ngọc Anh nó có hiển thị tên. Bạn gì tên anh đây? Nam Anh hả? 187K. Rồi Nam Anh. Đặt được mật khẩu cho em? Dạ chưa. Giờ đi tới đâu rồi? Dạ em đang ở chỗ đăng nhập đó cô. À, đăng nhập, cái chỗ đăng nhập đó là cái chỗ lúc đó là em đặt mật khẩu chưa? Dạ chưa luôn hả? À, cái em chỗ mật khẩu đăng nhập vừa trống. Mật khẩu đăng nhập vừa trống. Đừng có gõ gì, bấm đồng ý là được. Do lúc em mới tạo xong là nó chưa có mật khẩu nên chỗ đó vừa trống. Đừng có gõ mật khẩu vào. Rồi bấm đồng ý. Nó ra hồi hạn sử dụng phần mềm
còn 15 ngày á cô. Ra bấm dùng thử đi. Rồi cảm tin được rồi đó. Hả? Nó có chỗ mua giấy phép sử dụng với lại tiếp tục sử dụng. Ừ, chọn tiếp tục sử dụng đi. Ủa vậy là em ép rồi hay sao thì chọn tiếp tục sử dụng vậy? Chọn tiếp tục sử dụng đi. Rồi nó hiển thị ra ra gì đó Nam Anh? Rồi nó ra giao diện gì đó Nam Anh? Dạ rồi, em được rồi con. À, giờ đăng nhập vô tới đây chưa? Dạ, cô đợi em xíu. Vui lòng ghi cái mật khẩu lại giùm cô. Anh Hoa anh thường thì phải ghi cho nó chính xác nha. Cô được tới đây thì chọn cái phần trợ giúp, chọn đăng ký giấy phép sử dụng. Rồi dưới góc trên này chọn cho cô cái tệp, chọn tệp giấy phép sử dụng dưới góc trái ha. Của em ơi. Tới cái bàn làm việc á, em mới gửi hình cho cô á, nó kêu em chọn ngành nghề là ngành nghề gì cô? Đóng lại đừng chọn. Đóng lại hủy bỏ đi. Nó xuất hiện thêm một cái nữa thì cứ đóng lại thôi. Tới chỗ đó thì nhớ vào phần trợ giúp, chọn đăng ký giấy phép sử dụng. Rồi xuống góc ở phía dưới chọn tờ chọn tệp giấy phép sử dụng. Rồi bấm có là nó ra được cái giao diện giống như cô vậy là được nè. Các bạn chờ cô nghe điện thoại xíu nha.
Rồi được hết chưa các bạn? Hoài Thu được chưa? Nam Anh được chưa? Em đóng cái đó xong rồi làm gì nữa cô? Cái đâu rồi? Đóng mới đóng cái đó thôi hả? Chọn vô cái trợ giúp chưa? Chọn đăng ký giấy phép sử dụng. Rồi chọn tệp giấy phép sử dụng. Đường dẫn tới cái tệp đó, em chọn tới cái tệp em để đâu đó, để giấy phép sử dụng ở đâu chọn tới đó. Rồi bấm chữ có là được. Nam Anh được cho em. Dạ được rồi cô. Ừ. Thu được chưa? Rồi hôm nay lớp mình chịu khó xíu nha, chủ yếu là cô phải hướng dẫn cho bạn cài cho xong cái phần mềm. Ừ, phải hướng dẫn cho bạn cài xong cái phần mềm rồi hôm sau mới học tiếp được. Chịu khó chờ những bạn nào chậm chậm á, thì chờ các bạn xíu. Nó ra cái giao diện giống như thế này là các bạn ra đế ép được rồi nha. Ra được cái giao diện như vậy là được rồi đó mấy đứa. Rồi còn ai còn thắc mắc gì cái cài phần mềm này nữa không? Hiện tại là có 3 bạn chưa có cài được ha. Cô ghi nhận rồi, lát cô liên hệ lại. Chờ cô chút nữa mấy đứa. Thôi xin lỗi các bạn ha, tại vì có cái số điện thoại cũng hơi gấp một xíu, phải xác nhận cho người ta. Thôi tất cả cài ổn hết rồi đúng không ạ? À, mình còn khoảng 15 phút nữa thì cô sẽ đi vào cái chương 1 giới thiệu cho các bạn tổng quan về phần mềm kế toán nha. Đây chương 1, cái slide này đã gửi cho các bạn rồi nha, trong cái tài liệu hướng dẫn sử dụng của mình á. Mình sẽ tìm hiểu tổng quan về phần mềm kế toán trước, hồi nãy giờ cài cũng biết sơ sơ rồi đó. À, trong phần này mình sẽ tìm hiểu 11 cái mục nhỏ như thế này. À, mục đích của môn học kế toán máy này là gì? Môn phần mềm kế toán hay còn gọi là kế toán máy. Khái niệm phần mềm ha. Ơi. Dạ em gửi bên khung chat đó cô, cái chữ in đậm của em nó không có giống cô, nó hiện ra vậy có sao không cô? Đâu để cô xem. Trường Đại học Văn Lan, giấy phép sử dụng, thời hạn sử dụng. Được rồi em, giấy phép này là được rồi đó. Dạ rồi, em cảm ơn cô. Ừ. Rồi, cô nhắc lại nè, mình sẽ tìm hiểu các cái nội dung như sau. Mình biết về tổng quan trước rồi mình mới đi vào chi tiết được ha.
cô xin giới thiệu các bạn khái niệm phần mềm nè, rồi mô hình hoạt động của phần mềm kế toán, nó hoạt động dựa trên những cái mô hình như thế nào ha, rồi tính ưu việt của phần mềm kế toán so với kế toán thủ công, rồi lợi ích của việc sử dụng phần mềm kế toán, phân loại nè, rồi sau đó mình tìm hiểu các cái tiêu chuẩn giúp lựa chọn phần mềm kế toán tốt, rồi ưu và nhược điểm của phần mềm kế toán trên thị trường như thế nào. Đó, rồi mình đi vào từng cái nội dung nhỏ. Mục đích của môn học này thì giúp chúng ta tiếp cận nhanh nhất với phần mềm kế toán doanh nghiệp đang sử dụng. Có nghĩa là sao? Bây giờ các bạn học phần mềm kế toán MISA, nhưng mà sau này khi đi làm có thể là công ty bạn không sử dụng phần mềm MISA, sử dụng phần mềm FAST chẳng hạn. Nhưng mà sao? Các bạn đã có nền tảng đối với môn MISA rồi. Các bạn đã biết là nguyên lý hoạt động của nó như thế nào rồi. Thì các bạn sẽ rất là dễ dàng để có thể tiếp cận với phần mềm FAST tại doanh nghiệp của các bạn. Hiểu không? Mình có cái nền rồi thì mình khi mình tìm hiểu một cái phần mềm khác á, nó sẽ nhanh chóng hơn, nó dễ dàng hơn. Đúng chưa ạ? Đó là cái môn học này cung cấp cho các bạn nha. Chứ nào mình học thì chỉ học về một phần mềm thôi, chứ không thể nào học nhiều phần mềm trong chương trình của mình được. Thời lượng nó không có cho phép. Nhưng mà biết phần mềm này rồi thì khi tiếp cận các phần mềm khác nó sẽ dễ dàng hơn cho các bạn nhiều ha. Rồi, dễ dàng tìm kiếm phần mềm kế toán phù hợp với lại hoạt động của doanh nghiệp. Rồi, giả sử khi các bạn đi làm, công ty các bạn chưa có sử dụng phần mềm. Kế toán, giám đốc nói với các bạn rằng là em hãy tìm trên thị trường xem là cái phần mềm kế toán nào phù hợp với doanh nghiệp mình. Em tư vấn giùm anh, rồi anh đặt anh mua về để làm kế toán cho nó dễ dàng hơn. Thì lúc đó mình đã học phần mềm rồi. Mình đã biết ưu nhược điểm của phần mềm này rồi. Nếu như thấy phần mềm này tốt, tư vấn cho doanh nghiệp mình sử dụng được luôn. Còn không thôi, mình có những cái tiêu chí lựa chọn nè. Mình có các cái tiêu chuẩn giúp lựa chọn phần mềm kế toán tốt nhất nè. Ở cái mục số 10 mình sẽ có cái mục này. Đó, các bạn căn cứ vào những cái tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn nào ưu tiên, tiêu chuẩn nào ưu tiên số 1, ưu tiên nào ưu tiên số 2. Đó, thì bắt đầu mình tiếp cận những cái tiêu chuẩn đó, mình tư vấn cho giám đốc của mình để lựa chọn phần mềm kế toán tại doanh nghiệp mình cho nó phù hợp. Hình dung được chưa? Rồi, các bạn nghe nhiều về phần mềm kế toán rồi. Nếu như đưa ra một cái khái niệm thì nó có hai cái ý chính. Khái niệm ha, nó là một cái hệ thống chương trình máy tính và tự động xử lý các cái thông tin về kế toán. Dĩ nhiên phần mềm nó phải có những cái khâu tự động thì nó mới giúp ích được cho mình nhiều. Còn nó thủ công hết thì người ta đâu có cần phần mềm nữa đâu, đúng không ạ? Nó có những cái khâu mà nó phải tự động xử lý, mình đưa dữ liệu vào thôi. Có những khâu nó phải tự động xử lý cho mình. Và có những khâu bản thân mình phải tự làm. Chứ không thể nào nó xử lý 100% cho mình được hết, chắc chắn không có chuyện đó. Nên là bản thân mình cũng phải hiểu được mình đang làm cái gì. Mình đang làm chơi cái gì trên phần mềm. Mình cũng phải hiểu về kế toán của mình thì mình mới làm được. Nó tự động xử lý thì từ khâu lập chứng từ cho đến khâu là phân loại nè, ghi chép, xử lý thông tin chứng từ, sổ sách theo chế độ kế toán. Từ khâu này cho đến cái khâu là in sổ sách, báo cáo tài chính, kế toán quản trị, thống kê và phân tích tài chính khác. Nó ra sổ kế toán cho mình luôn, dữ liệu chỉ cần đưa vào, nghiệp vụ này phát sinh cái này này, mình ghi nhận nợ có xong rồi. Phần mềm xử lý các bước tiếp theo, đưa lên sổ kế toán cho mình, lập báo cáo tài chính cho mình. Dĩ nhiên có một số khâu mình bắt buộc phải điều chỉnh lại. Mình phải kiểm tra được phần mềm. Kiểm tra được và có một số dữ liệu mình cần phải điều chỉnh theo thực tế của mình. Chứ không thể nào mặc định phần mềm nó làm hết được cho các bạn. Hình dung được không? Nó hỗ trợ mình nhiều thứ, nhưng mà có nhiều thứ nó không thay thế được mình. Được chưa ạ? Nên là đừng không thể nào mà dựa hoàn toàn hết vào phần mềm. Có phần mềm rồi tôi không cần biết cái gì hết. Là không phải ha. Về mô hình hoạt động của phần mềm nè, thì nó có 3 bước. Nó có 3 cái giai đoạn như thế này. Đầu tiên là mình phải đưa cái dữ liệu đầu vào vào phần mềm. Mình có những cái chứng từ, phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng. Đó, mình căn cứ vào những cái chứng từ thực tế đó, chứng từ gốc mình có. Mình nhập vào trên phần mềm. Thu chi mình vào phân hệ, ví dụ phân hệ quỹ, mình nhập vào, hôm nay làm sao, mình rút tiền gửi ngân hàng về, mình nhập quỹ tiền mặt,
À, như vậy tiền mặt nó tăng lên, tiền gửi ngân hàng nó giảm xuống. Đó, mình đưa dữ liệu đầu vào cho phần mềm. Rồi sau đó, phần mềm có dữ liệu đầu vào, mình đưa đúng thì nó xử lý đúng nha. Mình đưa sai là xử lý sai à, đó là lỗi của mình, chứ không phải lỗi của phần mềm nha. Mình đưa đúng thì nó làm đúng thôi. Nên là cái đưa dữ liệu đầu vào nó cực kỳ quan trọng các bạn. Nó rất là quan trọng ha. Mình đưa vào đúng thì nó sẽ xử lý đúng, đưa sai là mọi thứ phía sau nó sai hết. Nên bước này là phải cẩn thận, phải chú ý. Đưa vào rồi thì bắt đầu phần mềm xử lý. Đây, cái dây công đoạn thứ hai là phần mềm xử lý. À, đưa vào thì mình có cơ sở dữ liệu. Phần mềm xử lý, à, đưa qua nhật ký cho mình. Thì định khoản nợ có gì đó. Có những tài khoản là phần mềm định khoản sẵn. Có những tài khoản mình phải chọn. Nên là mình cũng phải biết về nợ có các bạn. Cũng phải biết về nợ có nha. Rồi, đưa qua nhật ký, xử lý xong rồi đưa qua nhật ký, đưa qua sổ cái, rồi kiểm tra cân đối, nợ có cân với nhau hay không. Rồi, bước cuối cùng là báo cáo đầu ra, giai đoạn cuối cùng báo cáo đầu ra. Đó là mọi thứ cân đối đúng hết rồi, thì phần mềm sẽ lên báo cáo cho mình. Mình ra lệnh lập báo cáo tài chính, à phần mềm lập báo cáo tài chính, lập báo cáo quản trị, phần mềm lập báo cáo quản trị dựa trên những dữ liệu mình đưa vào. Dựa trên những dữ liệu mình đưa vào ha. Và mình sẽ có những cái báo cáo đầu ra. Nó có 3 công đoạn như thế này. Và cái công đoạn quan trọng nhất là cái dữ liệu đầu vào các bạn đưa vào. Rồi trong quá trình xử lý thì có những phần mình phải tham gia vào. Có những phần mình phải tham gia vào để mình chọn lựa cho nó đúng. Được không ạ? Đây là mô hình hoạt động của phần mềm ha. Nhìn nó cũng đơn giản thôi chứ nó không có phức tạp gì hết. Rồi, tính ưu việt của phần mềm kế toán so với ghi chép thủ công. Chắc chắn là ưu việt hơn rồi. Đâu mà nghĩ thôi cũng biết là nó ưu việt hơn rồi. Nhưng mà ở đây thì nó ưu việt ở 4 cái điểm như thế này. Thứ nhất là nó tính chính xác. À, thông tin mình đưa vào nó đúng rồi. Thì những cái dữ liệu phía sau là nó đúng, nó chính xác hết. Cộng trừ nhân chia, chắc chắn là đúng. Trừ khi các bạn đưa dữ liệu vào sai thì nó mới tính sai thôi. À, đừng có lấy trong phần mềm ra, không biết cái số này nó cộng với số này nó ra đúng không ta. À, ngồi bấm tính lại. À, không cần làm cái chuyện đó ha. Nó đảm bảo tính chính xác về mặt số học cho các bạn rồi. Cộng trừ nhân chia chắc chắn là sẽ đúng hết. À, nó chính xác hơn nhiều so với thủ công của mình. À, nhiều khi mình cộng lần 1 nó khác lần 2 đúng không ạ? À, nên phần mềm yên tâm về những cái về mặt số học đó là nó tính chính xác cho mình hết á. Rồi hiệu quả. Phần mềm thì chắc chắn hiệu quả nó sẽ nhanh hơn là so với kế toán thủ công. Ví dụ như là bây giờ giám đốc của mình cần một báo cáo quản trị về mặt doanh thu chi phí chẳng hạn. À, theo như kế toán thủ công thì sao? À, chắc anh phải đợi em một ngày hai ngày gì quá. Anh phải đợi em một ngày hai ngày để em tính toán dữ liệu rồi em mới đưa báo cáo cho anh được. À, như vậy thì sao? Có những cái quyết định nó trễ một buổi thôi, nó cũng ảnh hưởng lớn đối với cái tình hình kinh doanh của doanh nghiệp mình. Đúng không ạ? À? Còn bây giờ làm phần mềm rồi, mình không có nói với giám đốc của mình như vậy được. Mà nói anh đợi em chút xíu, để em xuất ra liền cho anh. Bây giờ có dữ liệu hết rồi, mình cần báo cáo quản trị thì sao? À, click vào báo cáo quản trị, làm báo cáo này. Đó, có hết sẵn rồi, bây giờ in ra đưa cho sếp của mình thôi. Rõ ràng là hiệu quả nó nhanh hơn nhiều so với lại cái kế toán bằng thủ công. Và cái tính hiệu quả nó ảnh hưởng nhiều đến cái tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình. À, có rồi, có báo cáo rồi, căn cứ vào những cái báo cáo đó và giám đốc đưa ra những cái quyết định nó kịp thời. À, bây giờ thông tin đi nhanh thì mình có thông tin nhanh, à, mình đưa ra quyết định kịp thời thì cái cơ hội thành công của mình nó sẽ lớn hơn nhiều. Đúng không ạ? À? Đó ha, cái tính hiệu quả. Rồi cái tính chuyên nghiệp, à, làm phần mềm giấy tờ, sổ sách rồi trên phần mềm in ra chắc chắn là nhìn chuyên nghiệp hơn rồi. Không có tẩy xóa sửa chữa nhiều giống như là thủ công. Nhìn đẹp mắt liền đúng không ạ? À? Nhìn chuyên nghiệp liền. Đó, những cái báo cáo mình in ra từ phần mềm nè được thiết lập sẵn đồng thống nhất với nhau về biểu mẫu. Rồi những cái tiêu chí. Đó, nhìn là đẹp liền, thấy chuyên nghiệp liền ha. Chuyên nghiệp thì nó cũng ảnh hưởng đến hình ảnh của doanh nghiệp trong mắt những cái đối tác của mình nữa. À, nhìn thấy chuyên nghiệp cũng muốn hợp tác lắm chứ bộ.
Ai nhìn không chuyên nghiệp thấy phải suy nghĩ lại rồi. Phải suy nghĩ lại á. Thật sự như vậy ha. Rồi tính cộng tác. Phần mềm kế toán có tính cộng tác có nghĩa là sao? Bây giờ là kế toán, ví dụ như mình làm kế toán về công nợ. Kế toán công nợ, bạn B làm kế toán về thanh toán. Như vậy đó, thì mình quản lý kế toán về ngân hàng đi. Kế toán ngân hàng quản lý những cái khoản mục chi tiền về ngân hàng đó. Bây giờ để cái bạn B đó có thể chi tiền ra được thì công nợ của mình phải chốt. Tại thời điểm này nè, bây giờ phải thu của công ty A bao nhiêu tiền. Rồi bây giờ phải trả cho công ty C bao nhiêu tiền. Đó, công nợ phải chốt được vấn đề đó. Chốt được vấn đề đó xong rồi bên kế toán ngân hàng bắt đầu mới có dữ liệu. Bắt đầu đây là phải thu nè. Đây là phải chi nè. Bây giờ đến hạn chi rồi. Có số tiền cần phải chi ra rồi. Bây giờ mình lập phiếu chi, mình chi tiền. Hoặc là mình làm ủy nhiệm chi. Kế toán ngân hàng thì làm ủy nhiệm chi các bạn. Làm ủy nhiệm chi gửi ra ngân hàng. Rồi đề nghị ngân hàng chi số tiền này. Đó, như vậy thì tính cộng tác giữa những cái người kế toán với nhau ở trên phần mềm nó thể hiện khá là rõ. Dữ liệu của người này là cơ sở để người khác kế thừa. Là cơ sở để người khác kế thừa. Và căn cứ vào những cái dữ liệu đồng nhất đó, nhất quán từ người A đến người C đến người B. Có một cái dữ liệu duy nhất thôi, nó rất là nhất quán. Và những cái dữ liệu đầu vào của người này có thể là đầu ra của người, cô xin lỗi, đầu ra của người này. Dữ liệu đầu ra của người này có thể là dữ liệu đầu vào của người kia. Mặc dù phân chia mỗi người phụ trách một cái phân hệ, một cái phần hành khác nhau, nhưng mà dữ liệu nó sẽ liên kết với nhau. Nó đảm bảo rằng những cái người làm kế toán mang tính cộng tác cao với nhau, phải hợp tác với nhau mới có thể xử lý được tốt những cái vấn đề liên quan đến kế toán được. Hình dung được chưa ạ? Đây là bốn cái tính ưu việt lớn của phần mềm kế toán ha. Rồi, lợi ích của việc ứng dụng phần mềm kế toán đối với doanh nghiệp, đối với cơ quan thuế, kiểm toán. Mấy cái này thì dễ rồi ha, cô không có nói sâu. Phân loại phần mềm nè. Thì hiện nay trên thị trường nó có hai loại là phần mềm đóng gói và phần mềm đặt hàng. Cái MISA SMI.net của mình là phần mềm đóng gói đó các bạn. Cái phần mềm mình vừa mới cài xong đó là phần mềm đóng gói. Phần mềm đóng gói có nghĩa là sao? Nó sản xuất đại trà. Bây giờ nó một năm phiên bản này sửa xong rồi, bây giờ nó lưu ra một cái đĩa nào đó, sản xuất đại trà sử dụng chung cho các doanh nghiệp. Ai thấy phù hợp với doanh nghiệp mình thì mua về sử dụng. Được không? Nó phổ biến, nó sản xuất đại trà và giá thành nó sẽ rẻ hơn. Nó còn một cái loại thứ hai nữa là nó đặt hàng, phần mềm đặt hàng. Có nghĩa là cái doanh nghiệp đó nó đặc thù quá, nó không có sử dụng phần mềm đại trà ở trên thị trường được, mà nó phải tiến hành đặt hàng. Đặt hàng ví dụ như doanh nghiệp H đi, bây giờ công ty tôi đặc thù quá, tôi không có sử dụng được những cái phần mềm mà anh đã phát hành, bây giờ tôi muốn đặt hàng. Như vậy thì công ty MISA nó sẽ tiếp nhận cái đơn đặt hàng này và nó sẽ thiết kế theo yêu cầu của khách hàng. Sẽ thiết kế phần mềm theo yêu cầu của khách hàng, có những cái tính năng đặc thù nào đó riêng của cái ngành nghề đó, của cái công ty đó, thì gọi là phần mềm đặt hàng. Các bạn hình dung được chưa? Hai cái này thì nó có ưu và nhược điểm riêng. Đối với phần mềm đóng gói thì giá thành chắc chắn nó sẽ rẻ, tại vì nó sản xuất đại trà, sản xuất số lượng lớn, thì các bạn hình dung ra được giá thành nó sẽ rẻ hơn rồi, đúng không ạ? Tính ổn định nó cao nữa. Mỗi năm người ta đều phải kiểm tra lại tính những cái điểm mới của phần mềm. Rồi người ta đã sản xuất phần mềm đại trà này qua rất là nhiều năm rồi, những cái vấn đề về trục trặc kỹ thuật hầu như là nó không có gặp phải nhiều, nên là tính ổn định nó sẽ rất là cao. Nâng cấp cập nhật nhanh, chi phí triển khai rẻ, thời gian triển khai ngắn dễ dàng. Đó, có sẵn và đã phát triển qua nhiều năm rồi thì cái nào, cái gì nó cũng dễ dàng hơn so với những cái phần mềm mà mình mới bắt đầu làm. Mình mới bắt đầu đặt hàng người ta làm lần đầu tiên thì dĩ nhiên là nó sẽ khác rồi. Nhược điểm, nó có một nhược điểm thôi là không đáp ứng yêu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp thôi. Mà những cái người đặc thù đó thì đâu có xài phần mềm này được, xài qua đây. Phần mềm đặt hàng ha, đáp ứng yêu cầu đặc thù nè. Đáp ứng yêu cầu đặc thù, nhưng mà nhược điểm chi phí rất là cao nha.
Chi phí đặt cao. Ủa mình đặt hàng riêng, thiết kế riêng mà. Giống như có một cái bộ đồ đại một cái đồ bộ đồ mình sản xuất đại trà, giá thành nó sẽ rẻ hơn đúng không ạ? Nhưng nếu như mình khó tính quá, à tôi muốn đặt may riêng tôi một cái bộ đồ khác. Chi phí có phải nó cao hơn không? Cao hơn hẳn luôn á, cao hơn hẳn so với những cái đã có sẵn. Đúng không ạ? Rồi, khó cập nhật nâng cấp. Nào, do nó mới quá nên là cái việc cập nhật nó cũng khó nữa. Ổn định kém, mới mà mới làm, ví dụ mới làm lần đầu à, nó đâu có ổn định bằng những cái phần mềm đã làm 5-7 năm được. Rủi ro cao nữa ha. Mà những cái doanh nghiệp nào đặc thù rồi thì phải chịu thôi. Từ từ xài, từ từ nó mới quen được. Rồi, tiêu chuẩn giúp mình lựa chọn một cái phần mềm kế toán này các bạn. Do cái chương 1 là cái chương tổng quan thôi nên là cô nói nó hơi nhanh. À, cô nói nó hơi nhanh một chút xíu để các bạn nắm được tổng quan trước. Rồi bắt đầu đi vào cái phần thực hành thì cô sẽ hướng dẫn từng bước một cho các bạn làm. À, từng bước và có ghi chú rõ ràng nha. Tiêu chuẩn của phần mềm nè. Quy định nè, quy định của phần mềm, điều kiện của phần mềm, điều kiện áp dụng. Thì những cái này các bạn tham khảo thêm nha các bạn. Đây là quy định của nhà nước thôi. Nó có những cái quy định rõ ràng dành cho phần mềm kế toán, nhà nước mình đưa ra thôi. Cái này tham khảo thêm ha. Rồi, có đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán máy nè các bạn. Hình thức kế toán máy à. Thì cái hình thức kế toán máy á, nó được thiết kế theo nguyên tắc của một trong bốn hình thức kế toán hoặc là kết hợp với nhau. À, nhật ký chung, hình thức kế toán, nhật ký chung, nhật ký sổ cái rồi đó. Các bạn đã nghe nói rồi đúng không ạ? Thì nó có một cái hình thức gọi là hình thức kế toán máy, là cái phần mềm nè. Ở trên phần mềm này nè, nó được thiết kế căn cứ theo nguyên tắc của một trong bốn hình thức kế toán hoặc là kết hợp bốn hình thức kế toán nó lại. Nó thiết kế theo nguyên tắc đó thôi chứ nó không có đi ra ngoài những cái nguyên tắc đó ha. Nên hình thức kế toán mình chọn có thể là nhật ký chung hoặc là nhật ký sổ cái gì đó vân vân. À, tùy theo mình chọn thôi. Phần mềm thiết kế toán thiết kế theo hình thức kế toán nào thì nó sẽ có cái loại sổ tương ứng của hình thức kế toán đó. À. Hình thức phổ biến nhất của các bạn là nhật ký chung đó. Trình tự ghi sổ kế toán máy, chứng từ kế toán. À, mình có thể lập ra một cái bản tổng hợp chứng từ kế toán, sau đó đưa vào phần mềm. Sau đó đưa vào phần mềm hoặc từ chứng từ kế toán đưa trực tiếp vào phần mềm kế toán cũng được luôn. Rồi, xử lý dữ liệu xong rồi đưa ra sổ, xong rồi cuối cùng lập báo cáo trên đây. Này chắc ai cũng biết rồi đúng không ạ? Rồi, làm thế nào để đưa phần mềm kế toán vào ứng dụng? Nó sắp xong rồi các bạn, nên là cô ráng cho nó xong luôn nha. Mình có 11 mục, mình đi tới mục số 9 này nè. Làm thế nào để đưa phần mềm kế toán vào ứng dụng? Thì nó có những cái bước như thế này. Nếu như doanh nghiệp của mình chưa có mua phần mềm, chưa có sử dụng, thì mình làm theo những cái bước như thế này ha. Còn có rồi thì thôi. Đặt mua nè, cài phần mềm nè, khởi tạo hệ thống nè, hạch toán. Rồi chú ý đến an toàn an ninh dữ liệu, rồi bảo trì hệ thống. Chú ý những cái mục này. Đây, các cái tiêu chuẩn giúp lựa chọn phần mềm kế toán tốt nhất nè. Đó, mình có 6 cái vấn đề như thế này. Đầu tiên, mình quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ trước. Khi mà lựa chọn phần mềm kế toán cho doanh nghiệp của mình, mình quan tâm đầu tiên đến nguồn gốc xuất xứ ha. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thương hiệu có uy tín đàng hoàng. Chứ đừng có ham rẻ mà xài những cái phần mềm trôi nổi trên thị trường. À, sau này mình sẽ có hệ quả. À, hệ quả sau này. Nên là phần mềm kế toán là phải xài có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nha các bạn. Mình xài những nguồn gốc không rõ ràng là ảnh hưởng nhiều lắm á. Rồi, cái đầu tiên mình quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ ha. Rồi cái thứ hai mình quan tâm tiếp là các cái vấn đề liên quan đến người sử dụng. À, mình phải coi cái trình độ của cái người sử dụng này nữa. À, người sử dụng bản thân mình, giám đốc của mình, rồi những cái người liên quan. Rồi, sử dụng cái phần mềm cao cấp quá thì có được không? Hay là xài những phần mềm đơn giản một chút, dễ hiểu một chút. Đó, đó là những cái vấn đề liên quan đến người sử dụng nha. Cái thứ ba là quan tâm đến
thứ tự là 1, 2 xong mình quan tâm đến cái thứ ba, chức năng liên quan đến hoạt động kinh doanh. Mình coi lại xem là cái phần mềm này so với cái hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp của mình thì nó có phù hợp hay không? À, nó có chức năng này hay không? Có chức năng mua hàng, bán hàng hay không? À, đó, nếu như có và so sánh với doanh nghiệp của mình cảm thấy phù hợp thì bắt đầu xem xét tới cái vấn đề thứ tư là công tác triển khai và kỹ thuật. À, bây giờ mua về rồi thì người ta sẽ triển khai và cài đặt cho mình như thế nào, và trong quá trình mình xài nếu như mình bị trục trặc kỹ thuật thì mình liên hệ nó có dễ dàng hay không, người ta có hỗ trợ mình kịp thời hay không. Đó, mình xem xét tới những cái vấn đề đó ở cái mục thứ tư ha. Sau khi xem xét xong hết rồi, ổn rồi, thấy cái mục số tư à cũng được, bắt đầu xem xét tới cái mục thứ năm, à khả năng hỗ trợ thích hợp cho các cái cải tiến trong tương lai. À, mình hỏi giám đốc mình, à liệu trong tương lai anh có tính cải tiến gì hay không. Đó, mình tìm hiểu rồi bắt đầu mình đánh giá xem là cái phần mềm này bây giờ tương lai á mình muốn cải tiến đó, tại cải tiến đó thêm một số tính năng nữa thì có được hay không. Đó, mình xem test tới cái vấn đề thứ năm ha. Và vấn đề cuối cùng, các yếu tố về bảo mật, mình muốn cái phần mềm này với mức độ bảo mật như thế nào. À, bảo mật vừa, bảo mật trung bình hay là bảo mật cao cấp. Rồi mình xem xét từng cái vấn đề một. Như vậy tiêu chuẩn giúp lựa chọn phần mềm, và mình ưu tiên theo thứ tự từ 1 đến 6 giùm cô. À, quan tâm đầu tiên của mình nguồn gốc xuất xứ ha. Và cuối cùng là cái thứ 6, vấn đề bảo mật. Được không ạ? À? Mấy cái này đã nói rồi ha. Ưu và nhược điểm của phần mềm kế toán trên thị trường. Số 11 này là một cuối cùng rồi nè. Trên thị trường thì mình có phần mềm trong nước và phần mềm ở nước ngoài. À, đối với phần mềm nước ngoài, ưu điểm của nó thì hầu như chất lượng nó tốt. À, dù sao kỹ thuật của người ta cũng tiên tiến hơn mình mà, đúng không ạ? Chất lượng tốt, chuyên nghiệp, à, có những cái công nghệ rất là hiện đại người ta đưa vào. Nhưng mà bên cạnh đó, nhược điểm giá thành cao, có những cái phần mềm là lên tới cả tỷ đồng nha các bạn. Mềm trong nước mình nhiều khi là vài chục triệu hoặc là vài trăm triệu là mình đã có rồi. Còn có những phần mềm nước ngoài phải tốn cả tỷ bạc thì mới có thể mua về được. Giá thành cao ha. Bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật gặp nhiều khó khăn. Vì sao? À, mình mua về mình sử dụng ở trong nước nè. Bây giờ cái người hỗ trợ kỹ thuật của mình ở nước ngoài. Như vậy mình muốn bảo trì cái phần mềm này, à, thì mình liên hệ với những người ở nước ngoài đó thì dĩ nhiên nó sẽ khó khăn hơn nhiều so với lại liên lạc với lại những cái người ở trong nước, đúng chưa? Nên người ta nói là cái vấn đề về bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật nó sẽ gặp nhiều khó khăn đó, nhiều chứ không phải ít ha. Rồi vấn đề địa phương hóa nữa. Địa phương hóa có nghĩa là bây giờ ở nước ngoài người ta xài cái quy định về kế toán riêng của người ta thiết lập phần mềm theo cái quy định kế toán của người ta. Bây giờ mình mua về mình sử dụng, à, nó không có tương thích so với quy định kế toán tại Việt Nam của mình. Đó, nếu như nó không tương thích nhiều quá thì hầu như các bạn sẽ gặp vấn đề lớn. Đó mà, còn nó tương thích ít thì nó dễ rồi. Ha. Đối với phần mềm trong nước thì mình có ưu điểm là giá thành thấp, bảo trì bảo hành nhanh chóng. Nhược điểm của cái kia là ưu điểm của cái này, phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam. Nhược điểm thì công nghệ thường lạc hậu hơn so với phần mềm nước ngoài. Cái này thì mình cũng chấp nhận thôi ha. Như vậy căn cứ vào tình hình tại doanh nghiệp của mình mà mình lựa chọn cho nó phù hợp, chứ không phải là phần mềm nước ngoài lúc nào nó cũng tốt hơn phần mềm ở trong nước đâu các bạn. Mình phải đánh giá, à, mình phải căn cứ đánh giá cho phù hợp với lại doanh nghiệp của mình. Hiểu không? Rồi, phần mềm MISA nè, phần mềm đóng gói ha, mang tính phổ biến. À, phần mềm MISA nãy giờ cô nói rồi, nó là phần mềm đóng gói và dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tham khảo thêm. Đó, cái đó là mình hết nội dung của cái phần chương 1 này. Các bạn có thắc mắc gì không ạ?
Chương 1 là tổng quan về phần mềm kế toán là xong rồi đó. Hôm sau mình đi vào nội dung của chương 2 là mình sẽ đi vào cái phần thực hành luôn. Cô hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm, sử dụng các cái phân hệ nó từ đầu cho tới cuối luôn. Và hôm sau cô sẽ làm chậm từng bước một thôi. Lớp mình có thắc mắc gì không? Rồi, nếu không có thì lớp mình nghỉ tại đây nha. Sao Long? Dạ không. Ừ. Rồi. Còn hai bạn hồi là ba hai bạn nãy cài chưa được á thì cô sẽ liên hệ bạn sau. Rồi lớp mình nghỉ ở đây ha. Rồi tạm biệt các bạn.